Có bao giờ bạn rơi vào tình huống, bạn thấy có vấn đề, bạn lao vào giải quyết nó, nhưng sau khi cố gắng làm tất cả mọi thứ ấy, thì bạn lại nhận ra là thà đừng làm gì có khi còn tốt hơn. Ngày trước Trang cũng hay bị vậy lắm. Thậm chí tệ hơn, lúc gặp chuyện ấy, Trang bối rối, Trang không biết phải làm gì với nó cả. Trang cảm thấy sao mà nhiều vấn đề nó cứ ập tới liên tục. Đúng như chú Đen bảo, đời cuốn xô ta ngay cả khi ta trốn trong phòng ngủ. Mẹ, làm người mệt thế. Đấy là cách mà Trang nghĩ trước kia. Nhưng khi Trang ngồi đây làm nội dung này, nghĩa là Trang đã giải quyết được vấn đề, là Trang luôn thấy mình phải giải quyết vấn đề. Và Trang sẽ kể cho bạn nghe chặng hành trình Trang đi qua 3 tầng nhận thức, tương đương với 3 cách mà Trang giải quyết vấn đề khác nhau. Trang hy vọng sau khi nghe xong chiếc podcast này, bạn sẽ nhìn được bản chất của vấn đề để từ đó chủ động giải quyết nó. Tầng nhận thức đầu tiên mà Trang trải qua đó là đổ lỗi và chống đối. Mọi người biết không, từ thời tổ tiên của chúng ta ấy, còn sống chung với thú dữ, họ sẽ luôn trong trạng thái là đề phòng này, rồi cảnh giác. Cũng đúng thôi, bởi vì họ phải tập trung nhìn vào rủi ro thì mới có thể tồn tại được chứ. Và cái mã gen ấy rất tiếc ấy, nó lưu lại trong mỗi chúng ta đến tận ngày hôm nay. Trong khi đó, ở xã hội hiện đại, chúng ta cần phải tập trung nhiều hơn vào cơ hội để sống và phát triển. Nhưng mà mọi người để ý xem, thực tế thì phũ phàng. Rõ ràng là khi gặp vấn đề thì chúng ta vẫn chăm chăm nhìn vào rủi ro trước. Đồng thời về mặt não bộ thì chúng ta sẽ có một cấu tạo khá là đặc biệt với 3 phần: tiềm thức, ý thức và vô thức. Trong đó tiềm thức là ngu. Mọi người có biết tại sao Trang lại nói như vậy không? Bởi vì nó không phân biệt được đúng sai, nó chỉ muốn bảo vệ chúng ta, bọc đường đời ta bằng những lối mòn suy nghĩ thôi. Ví dụ nhé, khi mà bị bồ đá, thay vì chúng ta nghĩ rằng là mình có lỗi gì để mà giải quyết hoặc là rút kinh nghiệm triệt để, thì nó sẽ chạy theo kiểu đàn ông ấy, trên đời này đều là cái lũ khốn nạn như nhau. Nếu như trước đó chúng ta đã có những trải nghiệm tự gặp hoặc là nghe về một cái gã sở khanh nào đấy, hoặc kiểu bạn sẽ không dám nhúng tay vào nước nóng bởi vì bạn sẽ thừa biết nhúng tay vào đấy bạn sẽ bị bỏng. Thì tiềm thức ấy, nó là một cái tầng ở sâu. Vì vậy những thông tin ở đây thì rất là khó để thay đổi, để xóa sổ. Nó gần như thuộc về bản năng hoặc là kiểu quán tính ấy. Nên là tại sao có những điều trong cuộc đời này ta không thể quên? Những cái ký ức tuổi thơ này hay những cái nỗi đau, nó cứ hiện lên mùng một ngay cả khi ta đã ở tuổi xế chiều rồi. Bởi vì nó đã khắc sâu vào trong tiềm thức của bạn. Còn ở phía trên ấy, nó là tầng ý thức. Nó sẽ giúp chúng ta lý trí hơn để phân tích đúng sai. Nhưng mà hầu như thì khi gặp vấn đề, chúng ta mấy ai mà đủ tỉnh táo để sử dụng tầng ý thức phân tích, đúng không? Chúng ta sẽ kiểu bị sốt ruột quá này, hay là chúng ta bị nóng giận quá. Và Trang cứ cho như là bạn đủ sự tỉnh táo, bình tĩnh đi, nhưng mà rất có khả năng cao ấy, bạn lại bị thiếu thông tin và tri thức được cung cấp cho tầng này. Nên dù có cố rặn thì cũng bế tắc và vấn đề nó vẫn ở đấy không được giải quyết. Hơn nữa nhá, những cái kiến thức mà chúng ta học được, những thông tin mà ta nghe được, nó sẽ rơi đầu tiên vào tầng ý thức. Nếu như chúng ta không đủ cái sự cố gắng kiên trì để mà sử dụng thông tin ấy một cách thường xuyên, hoặc là nó không đủ ấn tượng mạnh với chúng ta, thì sau một thời gian rất là ngắn thôi, nó sẽ bị xóa sổ. Bởi vậy chúng ta rất khó để làm chủ ý thức. Nhưng chớ trêu ấy, chúng ta lại dễ trở thành nô lệ của tiềm thức. Hay nói cách khác, khi có vấn đề, chúng ta thường bị tiềm thức khống chế, dẫn lối thay vì sử dụng ý thức để giải quyết. Và giữa hai tầng này sẽ có một kẻ gác cổng tên là Hồi Hải Mã. Cái tên hay mọi người ha, nhưng mà không phải do Trang tự nghĩ đâu. Các nhà khoa học họ nghiên cứu rồi đặt tên cho nó đấy. Những gì mà từ ý thức muốn trở thành tiềm thức thì phải đi qua được Hồi Hải Mã. Sẽ có hai kiểu dữ liệu mà được Hồi Hải Mã thông qua. Một là sự kiện quá ấn tượng, dù chỉ diễn ra một lần trong đời thôi nhưng mà nó làm ta nhớ mãi. Hai là một hoạt động nào đó diễn đi diễn lại nhiều lần, đặc biệt là diễn ra liên tục trong khoảng 60 ngày. Trang đọc một số tài liệu thì họ nói chính xác là 66 ngày. Nó sẽ trở thành thói quen, trở thành phản xạ tự nhiên. Vì vậy, nếu như từ bé chúng ta được bố mẹ giáo dục ấy, khi mà bị té, mẹ sẽ đánh cái bàn này, đánh cái ghế làm con mẹ đau này, chứ họ không để mình tự giải quyết vấn đề. Và chúng ta sẽ lại làm điều tương tự như vậy trong suốt quá trình trưởng thành. Chúng ta luôn đổ lỗi khi gặp vấp ngã, thì khả năng cao ấy, chúng ta là những người chỉ giỏi làm một việc thôi. Chống chế, không bao giờ nhận lỗi về mình, không bao giờ chủ động giải quyết được vấn đề của mình. Thật ra từ bé, Trang vẫn thuộc típ người là tự làm tự chịu và luôn thích tự giải quyết vấn đề.
Tuy nhiên nói thật nhá, Trang là một đứa nóng nảy, dễ mất kiểm soát. Và thừa nhận thẳng thắn với mọi người ấy, Trang từng là một nô lệ trung thành của tiềm thức. Và khi có một vấn đề, Trang sẽ kiểu ngay lập tức suy nghĩ: tao chả làm gì sai cả, tại sao người này người kia lại cứ gây chuyện vậy nhỉ, tại sao không ai chịu hiểu nhỉ? Hoặc là kiểu vấn đề gì mà khó thế, ai mà giải quyết được, thôi dẹp mẹ cho xong. Cũng có khi Trang lại kiểu quá nhạy cảm, một cái chuyện bé tí thôi nhưng mà mình cứ dựng ngược lông nhím lên. Và tiềm thức của Trang ấy, nó lập tức bật công tắc chiến đấu. Trang sẽ ăn miếng trả miếng, chống lại cái người mà Trang cho rằng là gây ra vấn đề. Trang muốn vấn đề được giải quyết ngay, liền và luôn theo ý của mình. Bởi vì để càng lâu ấy, Trang càng cảm thấy là ấm ức. Trang càng cảm thấy là mình không hề có lỗi lầm gì cả, mà mình cứ phải nhận hết bao nhiêu cái đau khổ về bản thân. Lúc này ấy, Trang giải quyết mọi thứ nó rất là nhanh, nó rất là quyết liệt. Và Trang muốn dành tất cả lẽ phải về mình. Trang muốn mọi vấn đề được giải quyết theo cái ý muốn chủ quan cá nhân của riêng mình. 10 lần như một ấy, nó sẽ thiên về kiểu là mình khư khư là mình đúng. Và Trang cứ thế tự vệ, Trang không cần phải lắng nghe ai. Bởi vì Trang cho rằng nó là thừa ấy. Ai bảo mình sai thì mình càng cố chứng minh là mình đúng. Và cách giải quyết này dần dần nó khiến Trang trở nên cáu bẳn. Vì có lúc Trang thấy cả thế giới này nó quay lưng, chống đối lại Trang. Và Trang thấy những thứ xấu xa đang liên tục hãm hại mình. Nói chung là cuộc đời rất là bất công với Trang. Chẳng có một điều gì nó thuận lợi trong cuộc sống của Trang cả. Và Trang cũng dễ rơi vào cảm giác là bị trống trải này, bị tổn thương này, rồi dễ bị kích động. Hoặc là có thể Trang sẽ hả hê trong chốc lát khi mà có vẻ như vấn đề đã được giải quyết. Nhưng mà sau đấy, chẳng bao lâu cả, Trang lại quay lại cái bộn bề lo toan trong cuộc sống. Trang lại loay hoay giải quyết những cái vấn đề khác. Nói chung kiểu như Trang sẽ luôn mệt nhoài bởi vì phải chống trả, để phải giải quyết cái vấn đề ập tới. Trang cứ cho rằng là mình rất chủ động ấy, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì Trang cảm nhận là mình đã quá bị động, mình đã bị dắt mũi bởi cái tiềm thức của mình. Và tệ hơn nữa, ngay cả khi mình biết mình có lỗi sai rồi, nhưng mà mình vẫn sẽ tìm một vài cái điểm hợp lý trong câu chuyện để tự xoa dịu lấy bản thân mình. Và Trang cũng gặp nhiều bạn như vậy lắm, tức là sẽ ngụy biện với bản thân để bớt cái cảm giác là bản thân mình bị giày vò, và rồi sau đó giải quyết theo đúng kiểu: dù tôi có sai, tôi cũng có cái lý của tôi. Tự nhiên làm Trang nhớ đến cái câu em có làm gì sai đi nữa, em có đi với ai đi nữa, em cũng xin chấp nhận trả giá. Nhưng mà ở đây mình hèn tới mức là mình không chịu chấp nhận trả giá rồi mọi người ạ. Và khi nhận ra cách giải quyết ở tầng nhận thức đầu tiên không mang lại hiệu quả, Trang chán. Trang đi qua tầng nhận thức thứ hai, đổ lỗi tinh vi hơn và không thèm phản ứng nữa. Tức là Trang sẽ rơi vào cái trạng thái không ăn thịt chó, và không ai lại đi cắn chó cả. Trang vẫn đổ lỗi nhưng mà Trang sẽ không thèm đáp trả. Trang kiểu như là xem những vấn đề đó thật là ấu trĩ, trong khi mình bao nhiêu việc quan trọng phải giải quyết hơn. Chó cứ chạy và đoàn người cứ đi, chim sẻ làm sao hiểu trí đại bàng, dăm ba ngọn cỏ thì không đáng bận tâm. Cái kiểu mình cứ lấy vài ba cái triết lý ra để nói như vậy đấy. Tức là mình cảm thấy khinh thường vấn đề đó, hoặc là cái người mình cho là gây ra vấn đề đó với mình. Mình là chiếu trên, còn người đó kiểu underdog. Tầng nhận thức này nhé, nói thật nó sẽ cho bản thân Trang cái cảm giác ấy là cũng thỏa mãn tức thời. Mình thấy là mình quảng đại, mình hơn người ta lắm. Nhưng mà nói thì hay, mình bảo là mình không thèm để ý, thực chất trong lòng mình vẫn sân si. Lâu lâu mình vẫn sẽ nghía xem coi là chuyện đấy sao rồi, người đấy ra làm sao rồi. Xong mình khi không được đúng ý mình ấy, mình sẽ kiểu cay cú. Nhưng mà mình vẫn tỏ ra quảng đại. Mình lấy lại mút rồi làm việc tiếp theo mình cho là quan trọng hơn, và rồi mình lại vẫn xem. Tóm lại nó là một cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn lặp đi lặp lại, và lòng mình thì cứ nửa vời. Rõ ràng vấn đề nó vẫn còn ngay đấy, mình chỉ là tự tỏ ra mình không thèm giải quyết nó thôi. Và sau đó thì Trang đến với tầng nhận thức thứ 3, đồng cảm, biết ơn và buông bỏ. Cũng nhờ tầng nhận thức này mà khi giải quyết vấn đề, Trang sẽ luôn ở thế chủ động. Và Trang sử dụng phương pháp soi gương, tức là nhìn nhận bản thân mình trong vấn đề đó, thay vì là vấn đề đó tạo nên sự phản ứng của bản thân mình. Và cái tầng này ấy, nó đến với Trang một cách cũng rất là tự nhiên thôi. Trang không chuẩn bị, không tính toán gì để mà được tới tầng này cả. Nên đến khi nó ập tới, Trang cũng rất là ngạc nhiên và thấy nó vi diệu. Mọi người biết không, tới mức ấy, Trang ngồi lau cái laptop, Trang cũng thấy hạnh phúc. Trang biết ơn nó, Trang uống một ngụm nước, Trang cũng thấy ngon.
Có một đêm Trang ôm người yêu của mình ấy, Trang hay gọi là cục mỡ ấy, còn Trang là cục xương bởi vì Trang gầy gầy ấy. Thì Trang ôm cục mỡ, Trang thấy cuộc đời của mình nó trọn vẹn. Và ngay cả ngày hôm sau khi mà Trang thức dậy ấy, thì đúng là ngày mà Trang bị các bạn anti-fan tấn công rất là dữ dội. Thì Trang cũng kiểu rất là nhẹ nhàng và bình tĩnh để giải quyết vấn đề đó. Nó không còn kiểu của Trang ngày xưa là sồn sồn lên xong rồi dễ bị kích động nữa. Có thể do những cái trải nghiệm mà mình đã gặp quá nhiều trong quá khứ, nó làm cho mình trở nên điềm đạm hơn chăng. Những cái lần mà mình xử lý nóng nảy, mình ân hận, có chăng nó đã đủ ấn tượng để mà đi được xuống dưới tầng tiềm thức của mình, để lần sau mình sử dụng nó như một cái kinh nghiệm hiệu quả. Trang nghĩ có thể là như vậy. Và cũng có thể nó xuất phát từ việc càng ngày Trang càng tin cuộc sống được vận hành để trở nên tốt đẹp hơn. Con người làm mọi thứ vì cái chân thiện mỹ theo định nghĩa của họ. Nếu như người ghét mình, họ cũng hành động vì cái chân thiện mỹ của họ, miễn là họ được hạnh phúc vì điều đó thì họ cứ làm thôi, làm sao mình cản được. Và những vấn đề khó khăn đến với mình ấy, thì Trang tin chắc rằng nó sẽ đưa Trang đến một chân trời mới tốt đẹp hơn. Tự nhiên Trang không cần mình phải đúng, Trang cũng chẳng cảm thấy là ai phải sai nữa. Trang không thấy Trang cao quý, mà Trang cũng không thấy ai hèn mọn. Trang thấy vấn đề nó cứ diễn ra như nó phải diễn ra. Trang không nhất thiết là lúc nào cũng phải đáp trả hay là can thiệp. Đôi khi giải quyết vấn đề là không giải quyết gì cả. Ừ, nhưng mà mình phải cảm thấy chủ động, chứ không phải là cảm thấy bất lực khi không giải quyết. Ngày trước khi mà Trang nhìn nhận vấn đề bằng tiềm thức ấy, thì Trang luôn thấy rủi ro. Trang luôn diễn giải mọi thứ nó quá tốt hoặc là nó quá tệ. Và tự nhiên mình nhìn mọi thứ xung quanh nó bị méo mó, bởi vì mình đã cộng hưởng thêm vào đó cái đôi mắt chủ quan và thiên kiến của mình. Nếu như tiềm thức mà nó nghĩ việc đó hại mình, thì như Trang nói lúc nãy ấy, rõ ràng lập tức những điều tốt đẹp nhất mình cũng cho rằng đó là xấu xa ghê tởm. Còn nếu điều đó nó xấu nhưng mà tiềm thức muốn được vỗ về, thì mình lại tự xem đó là điều thiện lành. Trang thấy một điều rất là hạnh phúc cho tới thời điểm hiện tại ấy, là Trang đã chuyển dịch được một phần nào đó ngôn ngữ của ý thức sang tiềm thức, từ tiềm thức sang ý thức một cách rất là chủ động. Và bất cứ lúc nào mình cần sử dụng loại ngôn ngữ nào thì mình biết lấy ở đâu ra. Trang biết ơn vì nhờ những cái vấn đề đó ấy, mà Trang học hỏi và rút kinh nghiệm được. Những người mà ghét Trang, nói thật luôn, cho tới thời điểm hiện tại nghe có vẻ thảo mai, nhưng mà Trang thật lòng cảm ơn các bạn. Vì các bạn đã luôn theo dõi Trang, các bạn đã luôn khắt khe với Trang. Để mà Trang có sai thì Trang sửa, để Trang thấy mình ấy, hoàn thiện hơn mỗi ngày. Và còn nếu như Trang thấy mình không sai thì Trang cũng củng cố thêm sự tự tin cho bản thân mình. Các bạn đã dành thời gian cao quý cuộc đời các bạn cho Trang. Thì thực sự luôn ấy, tới thời điểm hiện tại Trang không biết nói gì hơn là cảm ơn các bạn. Và Trang cũng không còn ghét người ghét mình nữa. Trang cũng không mong là cái người đang ghét mình lại không ghét mình nữa. Ừ, ai cũng có sứ mệnh riêng, và việc ai thì người đấy làm. Trang có thể tiến bộ lên này, phát triển rồi hấp thu sự tốt đẹp từ tất cả mọi chuyện, từ tất cả mọi người. Trang không nhìn vấn đề hoặc là cái người đó theo góc nhìn cá nhân của Trang, mà Trang thử nhìn nó theo nhiều chiều khác nhau. Thậm chí Trang thử đặt trường hợp Trang là vấn đề đó, Trang là cái người ghét Trang, thì lúc đó Trang sẽ làm như thế nào? Tự nhiên lúc đấy Trang trở nên tỉnh táo và chủ động vô cùng. Trang không cần phải suy nghĩ giải pháp, giải pháp nó cũng tự ập tới. Thậm chí là có nhiều giải pháp cho Trang lựa chọn nữa cơ. Và dù giải pháp đó có như thế nào, có thể khi lựa chọn thì Trang sẽ mất mát, Trang sẽ phải đánh đổi, nhưng mà Trang vẫn cảm thấy bình yên, hài lòng vì Trang đã quyết định như vậy. Vậy đấy, khi mà bước ra được khỏi vấn đề, Trang sẽ giải quyết được vấn đề. Trang nghĩ bản thân mình từng là một con lắc cảm xúc của mình ấy, đặt trên miệng của người khác. Và cũng từ những cái tác động bên ngoài, những cái vấn đề bên ngoài, buồn quá hay là vui quá ấy, thì đều là chuyện không nên mà, đúng không? Bây giờ mình buồn vì những cái người bên ngoài tác động vào ấy, mình dễ tổn thương. Còn nếu như mà mình vui quá vì những cái chuyện bên ngoài ấy, mình dễ bị bấu víu. Tự nhiên lúc đấy mình sẽ trở thành một người là luôn muốn sở hữu, và đến khi sở hữu rồi ấy, thì mình lại đau khổ, mình lại sợ mất. Còn bây giờ thì Trang thấy mình như một cái trụ vậy. Mọi chuyện xoay quanh mình tĩnh lặng, mình đứng yên để quan sát và quyết định. Đến một lúc nào đó, khi mà sóng gió cuộc đời ập tới, thì Trang nghĩ rằng là chúng ta quay qua vấn đề ở nội tâm chính mình đi. Thì mọi cái sóng gió ngoài kia ấy, dù nó có lớn cách mấy, nó cũng sẽ vỡ tan như bọt biển, và rồi nó chỉ còn là gợn sóng thôi. Khi mà Trang thu cái podcast này, Trang nói những điều này,
thì cảm giác bình yên và biết ơn trong lòng Trang ấy, nó vẫn còn nguyên vẹn. Trang không biết là làm sao để diễn tả cho mọi người được cảm xúc trong lòng Trang lúc này nữa. Trang biết là ở một cái khoảnh khắc nào đó, có thể Trang sẽ không chiến thắng được tiềm thức, có thể Trang sẽ lại quay ngược lên tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Và bởi vì Trang biết như thế nên Trang luôn rèn luyện và luôn chiêm nghiệm, luôn thưởng thức mọi cái trải nghiệm trong cuộc đời của mình rất là sâu sắc, để mà Trang được ở lại cái tầng thứ ba này càng lâu càng tốt. Và biết đâu đấy nó sẽ còn tầng thứ tư, thứ năm thì sao. Cứ coi như là Trang đang chuẩn bị cho những điều tốt đẹp hơn nữa trong cuộc sống mà Trang cũng không biết bao giờ nó sẽ ập tới cả. Nhưng mà đến thời điểm này ấy, thì Trang cũng không có tham vọng là mình phải lên hay là nỗi sợ mình phải xuống các cái tầng khác. Như Trang nói rồi, mọi chuyện thì cứ để thuận theo thôi, rồi đâu sẽ vào đó. Trang muốn nói với các bạn một câu là sẽ có cách, đừng lo. Và một vài cái tip nho nhỏ của Trang ấy là nếu như đó là vấn đề quan trọng thì bạn đừng giải quyết nó trong nóng vội. Hãy hít thở ít nhất là 3 nhịp thật là sâu rồi mới mở miệng ra nói. Và hãy nghĩ kỹ ít nhất 3 ngày trước khi quyết định. Mặc dù đây là một trong những cái mẹo rất là nhỏ và đơn giản thôi, nhưng mà thực sự nhá, khi mà Trang áp dụng được nó, Trang thấy những vấn đề của Trang được giải quyết rất là tốt. Và mình không vô tình làm tổn thương ai, cũng như không vô tình làm lỡ đi một cái cơ hội nào, hay giải quyết một vấn đề một cách ngốc nghếch cả. Podcast kỳ này tới đây là hết rồi. Trang biết là nó sẽ hơi dài dòng và đôi khi nó sẽ hơi lặp ý một chút, nhưng mà không sao. Ý tại ngôn ngoại, quan trọng nhất là mọi người nghe được gì, chứ không phải là Trang nói những gì. Trang hy vọng các bạn sẽ thích nó. Và một lần nữa, chúc mọi người luôn xinh đẹp và yêu đời. Hẹn gặp lại mọi người trong podcast lần sau.